Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Thọ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất biệt thự góc hai mặt tiền, hẻm 668 đường quốc lộ 13, phường Bình Phước, quận Thủ Đức. Này là Thủ Đức. Đường trước đất hiện tại nó là đường 10m, có vỉa hè hai bên, ngay mặt tiền hẻm 668 luôn. Diện tích lô đất của mình nó là ngang 11m7, dài 20m, diện tích công nhận nó là 232m, full thổ cư, phù hợp quy hoạch xây dựng biệt thự nghỉ dưỡng. Đối diện nó là cái công viên. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường quốc lộ 13 150m, đang có dự án là mở rộng là đường 60m, thông với lại hẻm 652 đường số 8, hẻm 606, khu dân cư Hồng Long, khu dân cư Thanh Niên, về lại đường Hiệp Bình, chợ Hiệp Bình từ 3 đến 5 phút, rồi về lại khu đô thị Vạn Phúc, rồi bến xe miền Đông, cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, Đại học Luật, nhà thờ Phan Tư Ma, đại lộ Phạm Văn Đồng, từ 5 đến 10 phút di chuyển, thuận tiện di chuyển đến tất cả những cái khu vực tiện ích xung quanh. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Thọ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất, cũng như là xem thêm những cái sản phẩm khác để chọn cho mình kênh đầu tư. Xin nhắc lại là bán lô đất biệt thự góc hai mặt tiền hẻm 668 phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, này là thành phố Thủ Đức. Đường trước đất hiện tại nó là đường 10m, có vỉa hè hai bên, quy hoạch đồng bộ nó là biệt thự nghỉ dưỡng. Diện tích nó là ngang 11m7, dài 20, công nhận nó là 232m, phun thuộc cư. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ bất động sản Mộc Thọ. Xin hẹn gặp lại ở những cái video clip sản phẩm tiếp theo. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.